Thì có một người học sinh đó, hồi đó nói chung một học sinh cái tuổi nay là còn bốn mấy rồi, trưa nắng cái rồi rủ học bạn bè. Ôi, tiếc một người cái đó nên giờ trừ là tôi mới nói bà con là lập có cái am phía trước đó hả? Đó cái am phía trước đó. Đó. Tại vì có một cái vong dưới hồ đó. Ồ. Nhưng mà công ty gần cầu nó vác nó tưới, nó không biết đặt motor, nhưng mà motor đó là không bao giờ sử dụng được. Để chúng là cắm điện vô là cháy. Cái sau rồi tôi nói với anh trưởng đoàn nó thôi giờ anh cứ đặt cái am đi. Cái đài cũng có một cái vong trước đây là mấy mươi năm mất. Dạ. Đó thì đặt xong thấy bình thường, người ta cũng phù hộ đó. Ở thành phố Đà Lạt có một ao vua gắn liền với truyền tích kỳ bí về cụ Hoàng Bảo Đại đã bị bỏ hoang suốt một thời gian dài. Điều đáng nói là phế tích này nằm trong quần thể di tích Dinh Mộng, nhưng bao nhiêu năm nay không ai biết về sự tồn tại của nó. Nghe đâu là ngày trước vua Bảo Đại đi sang trên con đường này, đường vào quanh co khúc hiểu, đá núi lù nhù rất khó đi. Ao vua, cái tên mà trong tiềm thức của một số người dân tại khu vực này, đó là nơi mà vua Bảo Đại thường dừng chân nghỉ ngơi tắm rửa mỗi lần đi săn trở về. Theo lời kể của người dân địa phương, ao vua nguyên thủy rộng khoảng 70m², được thiết kế theo bậc thang, mỗi bậc cao khoảng 0,5m, có nơi sâu nhất là tới 5m. Nhìn từ xa có thể thấy rõ đáy ao vì màu nước trong vắt, mát lạnh suốt bốn mùa. Dãy nhà tắm bên ao vua có 2 tầng, tầng dưới gồm nhiều phòng để tắm, nghỉ ngơi. Riêng phòng trong cùng có khối đá được tạc thành hình đầu cọp. Nước phun ra từ miệng cọp chảy xuống hồ để vua tắm. Do không được quản lý, người dân đã phá dỡ hết các ô cửa, các thiết bị vật dụng. Ao bị đứt bồi lắng trở nên hoang phế. Chú Tới, một trong năm cư dân đầu tiên đến lập nghiệp tại khu vực này kể lại. Nơi đây từng là rừng rậm, chiều tối thường xuyên xuất hiện nai cọp heo rừng, nên vua Bảo Đại thích đi săn ở đây. Vua phát hiện từ một khối đá bên vách núi xét Dinh Mộng phun ra mạch nước trong, nên cho xây dựng một hồ tắm kiên cố, đẹp mắt để tắm rửa và thư giãn trong những cuộc săn bắn. Rất là chắc chắn luôn. Đi qua bên đây có thể là ban công. Ban công của cái hồ này. Vô đây. Giờ chỉ còn là phế tích thôi các bạn. Cây cối bây giờ nó mọc lên tùm lum hết luôn rồi. Nhiều người ta đi đường, người ta đi ngang qua đây, người ta đâu có nhận ra đây là ngày xưa đây là hồ tắm của vua Bảo Đại đâu các bạn. Họ cứ nghĩ là đây là một cái mương, cái cống bình thường thôi, chứ không có nghĩ là hồ tắm của vua Bảo Đại.